trong số các thi học sinh của chúng em ấy thì cũng có rất nhiều các cái văn nghệ. Và trước đây là thì chúng em còn với những các em vừa mới được biết ở đây thì chúng em cũng có các hoạt động sôi nổi. Một trong các bạn có khiếu về văn nghệ đã từng tham gia không chỉ ở cấp trường mà cấp huyện, cấp tỉnh, và đã có cái giải đáng khích lệ, đó là bạn Đàm Đức Quyết. Nhân dịp hôm nay gặp gỡ các thầy các cô thì bạn sẽ có một cái bài hát để tặng các thầy các cô, thể hiện bạn tri ân và chúng ta nhớ về cái kỷ niệm của những người học sinh ngày xưa. Sau đây sẽ sẵn mời bạn Đàm Đức Quyết cô cùng các bạn. Đúng là 20 năm nay rồi, hôm nay có một buổi giao lưu và gặp mặt rất là ân tình và tình cảm như này. Và em cũng muốn, có lẽ là em lâu rồi chứ không hát, nhưng mà hôm nay có hát thầy các cô, các bạn em xin được để các thầy cô giáo của mình, các bạn phải hát Phượng Hồng. Những chiếc giỏ xưa chờ đợi cây hoa hấp phượng, em chờ hoa hoa của tôi đi đâu. Trong phương hữu em cầm là tuổi 18, tòa chẳng ai hay thầm lặng môi tình đầu, môi tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài trường lớp. Nào ai bay trắng tại rừng mưa là bài thơ cuốn hoài trong vườn, giữa vườn thu mang đến lại mãi về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ mùa hè đến trường khóc nỗi nhớ lên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người đúng hiểu nên có một ngã cờ ngọn liều cũng làm thương. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu, còn tôi đứng này nắng ngập đường một và sao em là ô giáo. Để thể hiện sự quan tâm của nhà trường, chúng ta cái lôi mà chúng em trưởng thành và đến với một buổi gặp giao lưu ngày hôm nay thì nhà trường, công đoàn và đoàn viên cũng có bó hoa thư thắm để tặng cho đại diện của cựu học sinh. Sau đây thì em xin được trân trọng kính mời thầy Trần Khoa, bí thư đảng bộ, hiệu trưởng nhà trường, cũng là chủ tịch hội cựu học sinh của chúng ta, sẽ thay mặt nhà trường lên tặng hoa. Và xin mời hai bạn Thắng và bạn Trung đại diện cho hai lớp sẽ lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời thầy Trần Khoa. Và cũng xin cùng đến với buổi gặp mặt hôm nay thì đoàn thanh niên có của nhà trường cũng có bó hoa tươi thắm để tặng cho trường sinh. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Hưng, phó bí thư đảng bộ, phó hiệu trưởng nhà trường, sẽ được sự ủy quyền của đoàn thanh niên đến tặng hoa cho hội trường sinh. Và mời bạn Thắng và bạn Trung chúng ta sẽ lên xuống cái đài hoa. Cảm ơn thầy Nguyễn Văn Hưng. Có cô Lê Hoàng
đại diện cho ban chấp hành công đoàn nhà trường muốn thẳng thắn mình và mời bạn Hưng và Tập B, mời hai bạn nữ là bạn Diêu và bạn Nga cùng với bạn Hưng và Tập B ba bạn cho lên trên này để có quà cho mình của ban chấp hành công đoàn. Thưa thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn trường sinh thân mến, các vị đại biểu và các thầy cô giáo vừa xem xong chương trình văn nghệ và cũng như là thực hiện việc tặng hoa của đại diện nhà trường ba ngày tập thể. Và ngay sau đây thì kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo sẽ đến với cái chương trình tiếp theo. Kính thưa các quý thầy cô, kính thưa các vị khách mời, thưa toàn thể các bạn lớp 12A, 12B, những khóa 1991, 1994 thân mến. Hôm nay của các thầy cô giáo cũ và các bạn tại đây, đối với chúng em là một điều vinh hạnh, một sự may mắn lớn. Xin cảm ơn các thầy cô giáo đã bớt chút thời gian, không quản ngại trường xá xa xôi về đây các buổi gặp mặt này. Cảm ơn các bạn đã cho chúng mình cơ hội gặp nhau để cùng ôn lại những kỷ niệm sau 20 năm xa trường, để thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc. Sau đây tôi tặng mời bạn Phạm Minh Thắng, nguyên là lớp trưởng lớp A, sẽ có đôi lời tâm sự với các thầy cô giáo cũ. Kính mời bạn. Thưa các thầy, thưa các bạn, buổi học trò ngày đến trường, tình nghĩa thầy trò bè bạn với bao những kỷ niệm buồn vui. Chính mái trường trung học phổ thông Hoàng Đình Chi đã nâng cánh ước mơ cho chúng em và đã trang bị cho chúng em những hành trang quan trọng để bước vào cánh cửa của cuộc đời. Đến nay, hầu hết thầy các cô các bạn đã 2 năm trôi qua khi chúng em ra trường vào năm 1994 và cũng luôn luôn tự hào rằng mình không sinh ra từ làng, chúng mình lớn lên từ làng và nhân cách hình thành từ làng, và cái nhân cách của em được hình thành từ người. Trường trung học phổ thông và kính thưa các thầy các cô, qua quá trình lúc học tập rèn luyện tại mái trường Hoàng Đình Chi cho đến nay, chúng em lứa học sinh của ra trường năm 1994 đến nay thì cũng đã có những bạn trưởng thành và có những bạn hiện nay đang làm những công tác quan trọng trong xã hội, và có rất nhiều những bạn cũng đã tiếp bước thầy các cô và hiện nay đang làm các công tác giảng dạy tại các trường trên địa bàn của Hải Dương. Kính thưa các thầy cô, kính thưa các bạn, có một điều mà luôn luôn trân trọng và luôn luôn trân trọng và luôn luôn còn cảm giác không bao giờ quên về cái mái trường của mình, về cái nơi học tập và cái nơi hình thành nhân cách, cái nơi mà đã đào tạo nên con người của chúng em, của lứa học sinh từ năm 1994 đến nay. Kính thưa các thầy các cô, có những cái vần thơ như thế này: một dòng đời một dòng sông, mấy ai là kẻ đứng trông bên bờ, muốn qua sông phải lùi đò, đường đời muôn nẻo phải nhờ người đưa. Có ai đó đã ví các thầy các cô như những người chở đò, còn chúng em là những người khách qua sông. Khách qua sông rồi, người chở đò vẫn miệt mài giữa đôi bờ để bao thế hệ của chúng em đi ngang qua cái dòng sông trí thức đó. Và hôm nay thật vui vì những người khách qua sông là những người học trò của chúng em đã trở về bến đò xưa bên cạnh người chở đò lặng lẽ mang thầy các cô. Nhìn lại dấu ấn những thời gian đã qua, chúng em cảm nhận được sâu sắc sự lớn lên của chính con người của mình. Và báo thể công cuộc giữa cuộc đời bận rộn đầy sự lo toan và đầy những toan tính như là đầy những cạm bẫy, mỗi khi nghĩ về các thầy cô, nghĩ về các bạn,
tung thư viện quá từ năm 2004 đến nay. Về lịch khoảng thời gian con học từ mái trường trung học phổ thông Quảng Trị đến điều học cùng em nhóm lại và cùng học báo cáo các thầy cô giáo cũng có rất nhiều những thầy bạn học sinh đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong trong cuộc sống xã hội bây giờ. Luôn luôn dành những khoảng thời gian dù là rất nhỏ nhoi nhưng tôi tin báo về hải mái trường cùng xưa gặp lại những người trèo đò là các thầy các cô và thầm tư nguyện rằng phải sống làm sao để xứng đáng lời căn dặn trước đây lời chỉ bảo của các thầy các cô. Kính thưa thầy các cô và các bạn, 20 năm qua chưa phải quá dài nhưng mà cũng vừa đủ để các học sinh liên khóa 94/2014 là một kết quả đầu trong sự nghiệp của mình. Các bạn thưa các thầy cô, các bạn lớp 3 ngày đấy thì cơ bản đến nay đều đã trưởng thành và làm việc trên mọi lĩnh vực công tác của xã hội, công an, bộ đội, thầy giáo, rồi doanh nghiệp và chúng em đều mang cái công sức nhỏ bé của mình dưới cái sự bảo ban của các thầy các cô khi đó để hoàn thành các cái công việc trên mọi công tác và cống hiến công sức nhỏ bé cho sự phát triển của kinh tế xã hội. Kính thưa các thầy các cô và các bạn, trong số các thầy các cô dạy chúng em thời kỳ đó đến nay thì một số các thầy hiện nay đã không còn nữa và các thầy đa phần cũng đã nghỉ hưu vì 20 năm đối với cả quãng đời em nghĩ rằng nó không đủ giá để hình thành cái gì cũng không đủ giá để thấy một cái chặng đường vừa qua tất cả các cô có những thầy cô hiện nay vẫn đang dần dần và vẫn đang ngày ngày trèo đò lặn mẹ đưa các cái điểm khóa học sinh qua sâu. Báo cáo thầy các cô lớp 3 chị em ở đó năm 1994 sau khi ra trường theo lịch thứ 2 năm là lớp học một lần trừ trường hợp đột xuất và cho đến nay thì lớp đã học 11 lần và đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường và 35 năm ngày thành lập trường trung học phổ thông Mạc Thị Chi. Thưa thầy các cô, có lẽ điều đáng trân trọng hơn cả là thời gian và khoảng cách đã không làm phai mờ những thầy trò, tình cảm bạn bè, sự chia sẻ cảm thông của mọi người trong lớp chúng em với nhau và chính sự tốt hay sự thành đạt của các tốt của mọi người lớp ba của đó và tốt các bạn của mùa hạ năm 2014 tinh đã tô thắm thêm cái công sức và cái công lao dạy dỗ các thầy cô với chúng em. Kính thưa thầy cô, hôm nay được gặp lại các thầy cô giáo và các bạn ở đây, hôm nay là một sự vinh hạnh, một sự may mắn. Xin chân thành trân trọng kính cảm ơn các thầy các cô đã bớt chút thời gian không quản ngại đường xá để về đây trong cái buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm 25 ngày ra trường và nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường trung học phổ thông Mạc Thị Chi. Cuối cùng một lần nữa thì xin gửi tới các thầy cô giáo đang có công tác, thầy cô giáo đang nghỉ hưu và gửi tới các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chúc hạnh phúc và thành đạt và xin trân trọng kính mong rằng các thầy các cô luôn luôn sống mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Em hết đấy. Nguyên lớp trưởng cấp B sẽ có vài lời chia sẻ thể hiện là tình cảm đối với thầy cô. Xin trân trọng các bạn. Kính thưa các thầy, các cô, kính mến, kính thưa các vị khách quý, thưa các bạn học sinh trường phổ thông trung học Mạc Thị Chi khóa 1991-1994. Trong không khí vui mừng của cả nước chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hôm nay được thay mặt các bạn lớp 12B phát biểu cảm tưởng, tôi cảm thấy hết sức vui mừng và cảm động. Trước hết, xin thay mặt các bạn lớp 12B trường phổ thông trung học Mạc Thị Chi khóa học 1991-1994 xin được tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe đến các thầy, các cô. Xin gửi lời chào chân thành đến các bạn cùng niên khóa. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và thành đạt. Chúc cho chương trình
gặp mặt kỷ niệm 25 ngày ra trường thành công tốt đẹp. Kính thưa các thầy, các cô, để có được ngày hôm nay, chúng em xin ghi lòng tạc dạ, mãi mãi tri ân công lao, sự dạy dỗ và dìu dắt của các thầy, cô giáo. 25 năm trước, ngày rời xa ngôi trường này, chúng em cũng đã từng nói như vậy. Giờ đây, khi đã trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc đời, chúng em mới hiểu sâu sắc thế nào là công lao của các thầy, các cô. Có ai đó đã từng ví thầy cô giáo như người chèo đò, còn chúng em là những khách qua sông. Khách qua sông rồi, người chèo đò vẫn miệt mài giữa đôi bờ, giữa bao thế hệ, đi ngang dòng sông tri thức. Nhìn lại những dấu ấn thời gian đã qua, chúng em cảm nhận sâu sắc sự lớn lên của mình. Giữa cuộc đời bận rộn đầy lo toan, mỗi khi nghĩ về thầy cô, về khoảng thời gian được học dưới mái trường Mạc Thị Chi mến yêu, lòng chúng em như ấm lại, tự nhủ mình cần phải sống sao cho xứng đáng với công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo. Vinh dự là học sinh được học tập tại trường phổ thông trung học Mạc Thị Chi, Lam Sách, Hải Dương, chúng em vô cùng hãnh diện và tự hào. 25 năm qua, đủ để chúng em đạt được những kết quả bước đầu trong sự nghiệp của mình. Các bạn cùng khóa, bây giờ có người đã là những tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân, bác sĩ, làm việc trên mọi cương vị, cống hiến sức lực cho sự phát triển của xã hội và đất nước. Bên cạnh những khó khăn thử thách, chúng em cũng đã có những thành đạt nhất định, khẳng định được vai trò của mình trong công việc và vị trí trong xã hội. Nhưng có lẽ điều đáng trân trọng hơn cả là thời gian và khoảng cách đã không làm phai nhạt được tình cảm thầy trò và tình cảm bạn bè xưa kia. Kính thưa các thầy, các cô, chúng em thật may mắn khi có mặt ngày hôm nay tại mái trường này để được trực tiếp nói lời tri ân tới các thầy, các cô. Xin cảm ơn những lời giảng dạy sâu sắc, những chỉ bảo bao dung, tận tình của các thầy cô. Không thầy, đố mày làm lên. Đó là chân lý không bao giờ thay đổi. Đối với công lao dạy dỗ của các thầy, các cô, mọi lời diễn đạt hoa mỹ đều trở nên sáo rỗng. Chúng em chỉ muốn bày tỏ từ sâu thẳm trái tim mình. Xin kính chúc các thầy, các cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn. Xin được mãi mãi là học trò của các thầy, các cô. Thưa các bạn, lớp 12A, 12B thân mến, vậy là 25 đã trôi qua. Hôm nay, chúng ta gặp nhau trong không khí ấm áp của tình cảm thầy trò, tình cảm bạn bè, và trên tất cả là sự ấm áp của tình người đẹp đẽ để cùng ôn lại những kỷ niệm về một mái trường. Nơi đây đã có bao thế hệ học trò đã trưởng thành và cống hiến cho xã hội và cho Tổ quốc. Trong cuộc hội ngũ hôm nay, tôi mong các bạn hãy luôn thắp sáng trong lòng nhiệt huyết của một thời học sinh, nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống và công tác, vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời để thành công và cống hiến mãi mãi xứng đáng là học sinh trường phổ thông trung học Mạc Thị Chi, Lam Sách, Hải Dương, niên khóa 1991-1994. Nhân dịp này, xin kính chúc ban giám hiệu, các ban ngành của trường trung học phổ thông Mạc Thị Chi luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống mãi mãi xứng đáng với tên gọi Mạc Thị Chi thân yêu. Cuối cùng, xin thay mặt các bạn lớp 12B một lần nữa xin mãi mãi tri ân các thầy cô giáo, kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, chúc các bạn niên khóa 1991-1994 mạnh khỏe và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các vị đại biểu khách quý và toàn thể các bạn, có một nhà thơ đã từng viết như này: có bao giờ nhớ lại các em ơi, mái trường xưa một thời các đã sống, nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng, vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao, thủ học về cái nắng xôn xao, lòng thơ nguyên mùi thường mới. Dẫu biết rằng tháng ngày sắp tới, thầy trò mình cũng rút chia xa, sao lòng thầy cách cánh nỗi thiết tha, muốn gửi các em thêm đôi điều nhắn nhủ. Vâng, dù các em có trưởng thành, có lớn khôn, thì trong ánh mắt dõi theo của các thầy, các cô đầy trách nhiệm, những người đã từng dìu dắt thì mãi mãi chúng em chỉ là các cô, các cậu học trò ngày nào. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Duy Dự, nguyên hiệu trưởng nhà trường, đã có đôi lời tâm sự và căn dặn chỉ bảo lớp học trò chúng em. Em xin trân trọng kính mời thầy. Xin thưa tất cả các bạn đồng nghiệp, thưa toàn thể các em
học sinh lớp hai lớp bê khóa của 94 điều đầu tiên thì tôi cũng xin nói là chúc cảm ơn các em vì sau 20 năm các em vẫn nhớ đến những người thầy cũ và mời chúng tôi đến gặp mặt và gọi là có lời cảm ơn chúng tôi. Cái điều đó là cái điều hết sức hạnh phúc, bởi vì cái người lái đò ấy thì khách khi qua sông rồi thường thường quên luôn, bởi vì có nhiều bến, nhưng mà các em vẫn nhớ cái bến này. Thì cái bến này chắc là nó có một cái gì đó mà các em có thể không quên lại. Thế đấy là cái điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc và cảm ơn các em. Cái điều thứ hai là hôm nay rất là vui mừng phấn khởi, bởi vì nhìn thấy gương mặt của các em sau 20 năm ra trường trở về đều rất là trưởng thành, đều rất là sáng ngời, bởi vì là cái điều hạnh phúc nhất của cả người làm cha làm mẹ cũng như làm thầy là nhìn thấy con mình và cái học trò của mình trưởng thành hơn mình, hơn mình. Đấy là cái điều mà ta hạnh phúc nhất, là thế cái gì đó là cái ý nghĩa nhất của nghề mình làm. Xin cũng báo cáo với các em là không biết là có phải là vì cái linh thiêng của cụ Phạm Chi không, cho nên là từ khi tôi về trường bây giờ thì là mà nhất là chuyển được cái trường ra ngoài này thì nói chung là từ các thầy đến các em đều rất là tiến bộ. Thế thì các em đã nói về cái sự trưởng thành của các em này, mà tôi nghĩ là sau này có khi là trường chúng ta cũng phải là một quyển kỷ yếu. Cái năm vừa rồi, năm 30 năm ấy, thì là chúng ta mới được bộ tặng cái bằng khen thôi. Tức là nếu mà chúng ta có một quyển kỷ yếu mà thống kê được bao nhiêu em trưởng thành đến mức độ nào trong 31 khóa, chúng ta đào tạo 31 khóa rồi. Và tôi tính sơ sơ thì nó khoảng đến 10.000 học sinh chúng ta học trường. Thế thì là có thể làm được một cái huân chương. Nhưng mà chỉ là khen thôi. Thực ra thì chúng ta nó có một cái truyền thống, tức là cái truyền thống là từ gian khó đi lên, và cái đất này là cái đất học.